Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 55 NQTU về định hướng chiến lược phát triển ngành năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã mở ra những cơ hội mới, to lớn và tiềm năng cho khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Nghị quyết 55 ra đời nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất nhập khẩu năng lượng hợp lý, triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, chủ động sản xuất một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng, nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến hiện đại. Trong đó, nghị quyết cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể như cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, cung cấp điện năng lượng thuộc top 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc top 3 nước dẫn đầu ASEAN. Các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước, bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập dòng. Đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG khoảng 8 tỷ mét khối vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ mét khối vào năm 2045. Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030 lên mức 20% vào năm 2045. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị được ban hành mới đây ngày 10 tháng 2 năm 2020 thì thật sự là có một ý nghĩa rất là to lớn. Đặc biệt là rất đúng thời điểm, đó là vào năm 2020 khi mà chúng ta cũng đang bước vào năm cuối cùng của trong cái kế hoạch 5 năm và cả chiến lược 10 năm. Nhưng đồng thời chúng ta đang chuẩn bị để xây dựng cho cái chiến lược, cái phát triển của đất nước trong cái 10 năm tới. Cái thứ hai nữa là cái nghị quyết này ra đời vào thời điểm này là rất có ý nghĩa khi mà kinh tế của Việt Nam đang hội nhập rất sâu và rộng thế giới, toàn cầu hóa của thế giới cũng đang bước vào những cái giai đoạn có thể nói rất là quyết liệt. Chúng ta cần phải có một cái chiến lược mới về năng lượng mà được đặt chung trong tổng thể về chiến lược về kinh tế xã hội để chúng ta có thể là có những cái quyết sách và có những cái giải pháp kịp thời đảm bảo yếu tố bền vững không chỉ cho về an ninh năng lượng của quốc gia mà còn có liên quan đến cả an ninh quốc gia và liên quan đến các vấn đề về địa chính trị và cũng như là chính trị đối ngoại của toàn cầu. Thời gian vừa qua trong chiến lược về năng lượng và chính sách phát triển năng lượng, kể cả trong lĩnh vực điện năng, dầu khí và than, đã có dấu ấn tích cực trong việc huy động các nguồn lực của xã hội, đặc biệt là tư nhân. Đơn cử như trong lĩnh vực điện năng, đã có 28% tổng công suất phát, công suất nguồn đến từ các doanh nghiệp tư nhân dưới các hình thức đầu tư đa dạng có hiệu quả. Đây là một cái thực tế có thể nói là trong cái thời gian vừa qua thì trong cái chiến lược về năng lượng cũng như là các cái chính sách về phát triển năng lượng của chúng ta trong thời gian vừa qua, kể cả trong lĩnh vực về điện năng cũng như là dầu khí và than, thì chúng ta có thể nói là đã có được những cái dấu ấn rất tích cực trong cái việc huy động các nguồn lực của khu vực của xã hội mà đặc biệt là của khu vực tư nhân để phục vụ cho cái phát triển. Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2007-2017, ngành năng lượng đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, giá trị sản xuất trong ngành năng lượng tăng 6 lần, sản lượng điện tăng hơn 3,3 lần. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng đóng góp ngân sách nhà nước hơn 204.000 tỷ đồng, chiếm 17,8% thu ngân sách nhà nước.